Cho chị cái bao tay này đi vậy. Như thích hoài cái bao tay. Chị là giống như hả đấy. Nó quay mình nó cứ dí sát vào cái mặt. Nó cố tình cho giữ nữa đó. Bảo chị hòa tâm chị em. Chặt chẽ không à? Chán không thể xuống được. Để không xuống những cái sải đen xuống được. Tôi muốn không ăn thua rồi. Em có 300 ngàn không Hiếu? Không. Trời đất, mẹ không cho tiền luôn hả? Đi ấy thì tiền gì nữa. Bảo đi ấy thì còn tiền gì nữa. Mẹ chủ trong nhà mà. Kim Hiếu vào đây luôn đi.
cái da của Nga hồi nãy lấy mấy cái mục nó cũng chay ra hết được không? Còn cũng nào lại là kia bạn mấy đứa nói đó hả? Không. Ừ. Nga hồi nãy là cái bạn mà mấy đứa hay nói đó hả? Kim nhà giàu á. Em bị tóc mái hả? Rồi. Hiểu luôn. À, không ở nhà em muốn lên hết. Đi học để hả? Dạ. Có đi học không? Dạ giờ chưa đi. Vuốt lên hết nha. Đúng rồi. Không cắt luôn đi. Chứ không giờ, gọi gì nha. Gọi gì em nhớ không em? Tiếng Anh em không nhớ. Cài lên hết vậy để tóc kỳ dài vậy. Giờ thì em để mái mà. Vì mái ra mụn. Hay đi ăn chả cá đế vương thử ra ta. Không. Không. Cũng ngon quá. Ăn chả cá là ăn cái gì đây? Biết để lên hội lên coi có món gì khác.
Món Hà Nội. Thôi không ăn món Hà Nội đâu. Ăn món Quảng không? Đi bộ mà đi đâu cho xa trời. Gì? Chả cá đế dương á anh chị, sợ là nó ra. Gần cái quán này đó. Hà Nội không ngon đâu. Không chứ. Bông không như hành. Ồ vậy hả? Con chả cá thì vô đó có món gì đây? Ta làm gì? Quốc thì có nướng hay món gì? Ướp trộn. Có trộn nó vừa cũng ngon mà. Ông đi gần hai chị gọi em đi bộ mà. Phải là chim mua chiếc ô tô là đúng rồi nè. Anh lấy cái bông cho Hoài Long mà nè. Đi cái hút lên đi ha. Tiền vô không? 400 ngàn người, mỗi người bù 200 đi. Thì ăn. Ăn buffet à? À. Thôi. Chị Vi là chị nghỉ chơi đó. Chị Như cũng nghỉ chơi đó. Không đi à? Ý là đi đó thì nên Như Vi đâu đi. Vậy gì nó không đi. Tính nước non nữa 400 á. Mình không ăn buffet thì mình ăn riêng. Ăn ghi nó còn mắc hơn. Ủa ghi bữa mình đi ăn luôn đồ nướng đó. Bên siêu thị mắc đó. Kichi là 193. Đi qua ăn kichi ta. 193 là 1.000 trên người. Kichi thì có cái gì? Lẩu. Chỉ có lẩu thôi. Thôi không ăn đâu. Cái ao ghép rồi thịt bò. Thôi mì cay đi. Không mua, mua gì? Mua gì? Gì hay ăn á? Gì chấm chấm á? Nem hả? Còn là lốt.
Phải đi ăn kia chi kia chi hả? Ui, không ăn lẩu đâu. Là băng chuyền đó hả? Ừ. Không đi qua bánh ăn KFC kìa. KFC đó. Quên em mắt đó. Ok, thương hiệu KFC em. KFC là thương hiệu đỉnh nhất ở trong cái phòng KFC đó em. Chắc là chị không biết điều ăn mà. Thôi bị cay thẳng tiếng này mà. Thẳng tiếng. Ở đây có cái nhà có mức theo mỗi đứa chị em. Chỗ nào? Chưa tới mình cây ấy. Nhà hàng Tokyo Deli. Ủa Tokyo hả? Bán nhà, bán phở sushi, em có ăn sushi được đâu mà. Vô đó bốn đứa nhìn chị với em ăn. Thế nhà có mùi hai chị mình ăn được chưa mày? Không, nó có bị ủ đông rồi các kiểu nữa. Hai đi ăn mày hướng bị ủ đông không? Không ngon đâu. Mà nó sẽ không ngon. Ngon thì khẩu vị mấy đứa thôi. Em ăn đồ cũng không ngon. Mình sẽ đi cái gì? Eon này. Tính ra là quá lâu không được đi chơi rồi nha. Mới đi cà phê. Đi chơi, đi hồi xưa rồi. Sắp được đi rồi đấy, con lên. Khi nào đây chị? Qua thất thầy thứ hai, thứ ba gì đó. Đi đâu? Để đặt cái villa này. Để đặt. Biết sao để đặt trước đây, cái này muốn đổi ý cũng không được. Em ơi, mệt em lên trên giường em nằm đi. Trên giường nằm đi. Thấy cái người khô rồi trời. Chị
chị ăn sau này hết dậy sớm rồi. Ngon mà. Hả? Chị có chê đâu. Cơm nó dẻo hả? Đưa về đây nướng mất cả ngon. Rồi con ăn chưa? Trời, ăn thì cái đời nào rồi. Sáng từ hôm sau rồi đó chị. Chị có biết không? Chị có ăn đâu mà. Nó kêu để được 24 tiếng bọn em là đúng thời rồi nó nói luôn. Còn gì nữa. Chị làm đau bụng nhỉ. Anh có cái điện thoại chị có đầy pin không anh sạc cho chị hành để tối chị live stream mà. Này live stream bằng iPad nè. Bữa nay ăn bớt gọi lại nha. Ăn mấy cây rồi chị gọi à? Đúng không? Xong gọi xúc xích lúc xoáy rồi chị phải làm lại. Đừng có gọi kia nữa. Kìa nhé. Bông 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 rồi. Không hả này? Thôi thôi. Trời, nó không nghe luôn đó trời. Lấy bông dằn mặt cái gì? Sắp hết rồi lấy bông vậy hả? Sao? Sao biết rồi thì sao chết thì